mua chung cư mới nhưng mà chưa biết thiết kế phòng khách như thế nào để cho phù hợp, hoặc là gia đình của bạn đang có ý định thay đổi không gian phòng khách đã quá quen thuộc trong nhiều năm qua mà chưa tìm được mẫu ưng ý. Vậy thì hãy cùng với Blog Nội Thất Đẹp đi tìm hiểu về 10 mẫu phòng khách chung cư đẹp nhất năm nay bạn nhé. Những phong cách của phòng khách chung cư. Thông thường thì phòng khách chung cư sẽ mang những phong cách như sau. 1. Phong cách hiện đại năng động. Phong cách chung cư theo phong cách này thường đi theo hướng trang trí nội thất hiện đại với việc tối giản nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện nghi. Đặc biệt là việc sử dụng những tông màu nhẹ nhàng kết hợp với đồ nội thất đơn giản, tận dụng được tối đa diện tích. Không chỉ vậy, với lối thiết kế phòng khách chung cư như này phù hợp với mọi diện tích của căn hộ và có kinh phí đầu tư khá mềm. 2. Phong cách Scandinavian. Sự cân bằng đơn giản giữa chức năng và thẩm mỹ chính là cốt lõi của thiết kế phong cách chung cư theo phong cách Scandinavian. Thiết kế nội thất phong cách của chung cư theo phong cách Scandinavian thì gồm 3 thành phần chính: chức năng, đơn giản và đẹp. Mặc dù đơn giản trong thiết kế, nhưng mà các đường nét thường được kết hợp với sự sang trọng, kín đáo và ấm áp, tạo nên một cảm giác rất là giản dị. 3. Phong cách thiết kế kiểu Nhật. Hầu hết nội thất nhà ở phong cách Nhật thường là nội thất gỗ, tre, mây, nứa. Vì vậy mà phong cách chung cư thiết kế kiểu Nhật thường gồm bàn ghế gỗ, tủ gỗ, kệ gỗ cùng với sàn nhà, nhằm mang đến vẻ đẹp ấm áp cho phòng khách. Đây là sự lựa chọn thông minh nhất cho những căn hộ có diện tích khiêm tốn. Tuy nhiên bạn cũng cần phải cân nhắc vì chi phí cho đồ nội thất kiểu Nhật thường là đồ gỗ nên sẽ khá là cao đó nha. 4. Phong cách Indochine. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây. Không gian phòng khách sẽ được trang bị các vật dụng bằng gỗ, tre, mây, đậm chất Á Đông, đem đến sự gần gũi, thân thiện cho mọi người. 5. Phong cách Tân Cổ Điển. Đây là phong cách được hình thành từ giới quý tộc châu Âu, cho đến ngày nay thì vẫn rất được ưa chuộng. Phong cách này được nhiều gia đình ưa chuộng bởi sự đơn giản mà tinh tế. Nội thất Tân Cổ Điển mang đến sự sang trọng trong mỗi không gian mà nó hiện diện, thể hiện được đẳng cấp của gia chủ. 10 mẫu phong cách chung cư đẹp nhất năm 2021. 1. Phong cách chung cư nhỏ ấm cúng. Mẫu phong cách này sử dụng chủ yếu là các món đồ nội thất gỗ, đồng thời là sự kết hợp của gam màu trong không gian, cũng mang tới sự gần gũi và thân thiện, rất phù hợp với các cặp vợ chồng trẻ, với diện tích không gian sống nhỏ xinh. 2. Phong cách chung cư thanh lịch, tao nhã. Mẫu thiết kế phong cách chung cư này dành cho căn hộ có diện tích vừa và hẹp. Bộ sofa nhỏ gọn kiểu chữ Y với gam màu xám trắng, giúp không gian như được nới rộng ra. Bên cạnh đó thì có thể sử dụng các tấm vách ngăn hoa văn để phân chia các khu vực với nhau. 3. Phong cách chung cư đơn giản, hiện đại. Phong cách này được thiết kế tối giản, có khá ít chi tiết trang trí. Tuy nhiên, những chiếc đèn treo với hình dáng độc đáo đã trở thành điểm nhấn cho cả căn phòng. Không gian phòng khách cũng trở nên gần gũi, thân thiện hơn khi có sự xuất hiện của bộ ghế sofa da hiện đại. 4. Phong cách chung cư sang trọng và đẳng cấp. Từng chi tiết, đường nét của căn phòng thiết kế một cách tỉ mỉ đã tạo lên sự sang trọng từ lần đầu nhìn thấy. Bên cạnh đó, chất liệu da chủ đạo từ sofa cho đến bộ bàn ghế ăn đã góp phần tôn lên đẳng cấp cho người sử dụng. 5. Phong cách chung cư tân cổ điển. Từng phao chỉ nổi, đàn piano kết hợp cùng bộ ghế sofa góc chữ L và ghế sofa văng chữ Y luôn được ưa chuộng cho các mẫu thiết kế phong cách chung cư tân cổ điển. Trong mẫu thiết kế này cũng không ngoại lệ phải không nào. 6. Phong cách chung cư với nội thất đơn giản. Chỉ ngắm nhìn thôi đã thấy chủ nhân của căn hộ này tinh tế đến thế nào rồi. Phong cách trở nên độc đáo hơn với những món đồ tuy nhỏ nhắn nhưng được thiết kế tinh xảo, tinh tế, kết hợp lại với nhau, tạo nên một tổng thể không gian vừa hài hòa lại vừa sáng tạo. 7. Phong cách chung cư liền bếp. Thiết kế nhằm tối ưu hóa diện tích với phòng khách, phòng bếp thông với nhau. Đây là một giải pháp vô cùng thiết thực và hiệu quả cho không gian phòng khách trong những căn hộ chung cư, vừa tạo sự ấm cúng cho ngôi nhà để vừa tạo cảm giác thoáng và rộng rãi. 8. Phong cách chung cư tận dụng ánh sáng tự nhiên. Thiết kế này đã tận dụng ánh sáng tự nhiên bằng cách thiết kế không gian hướng ra cửa sổ. Nếu bạn đang cảm thấy ngôi nhà quá bí bách, thì lối kiến trúc này có thể khiến căn phòng thoáng đãng hơn nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, hiện đại. 9. Phong cách chung cư ấn tượng với sofa kích thước lớn. Bộ sofa lớn với gam màu kem trang nhã đặt ở ngay trung tâm phòng khách đem lại một cảm giác nhẹ nhàng. Kệ tivi với thiết kế đơn giản, tinh tế đặt với chiếc tivi màn hình lớn nên trang trí thêm một số đồ vật độc đáo khác tạo điểm nhấn cho căn phòng này. 10. Phong cách không gian mở kết hợp cây xanh. Đây là thiết kế thổi làn gió mới vào không gian phòng khách với sự xuất hiện của cây xanh, những bộ sofa, bàn ghế sáng màu, hệ thống cửa kính.
khiến cho phòng khách bừng sáng mỗi ngày và luôn tươi mới mà các bạn nên thử một lần nhé. Trên đây là 10 mẫu phòng khách chung cư đẹp, hiện đại, sang trọng được ứng dụng nhiều nhất hiện nay mà blog Nội thất đẹp đã tổng hợp được. Hy vọng rằng những chia sẻ của chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn những ý tưởng độc đáo cho không gian phòng khách chung cư của riêng mình nhé. Các bạn thấy video của blog Nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share, ủng hộ blog Nội thất đẹp nhé. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.